Nga muốn có tiền bạc đếm không xuể, hay là cung điện mỹ nữ, chỉ cần là những thứ có hình dáng, ta đều có thể biến ra cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn thứ gì? Ây, ta có thể nói, nguyện vọng của ta là long muốn thế giới hòa bình hay không? Không được, làm gì có chuyện đó. Chuyện nhạt nhẽo đó, đến lượt ngươi phải lo lắng sao? Nói thêm cái nữa, không thể đừng mong qua được thí luyện. Ngươi ngoạc mồm giống như vậy làm cái gì? Lại còn có chuyện ép người khác phải ước nguyện hay sao? Thiếu niên, đến đây nào, chẳng lẽ ngươi không động lòng với những kho báu này sao? Cầm lấy đi, cầm lấy nó thì một ước nguyện của ngươi đều sẽ thành hiện thực. Ồ, nếu ta không ước thì sao? Vậy thì chết. Ngươi làm thế nào mà lại được như vậy? Chỉ cần ngươi cầm vàng ước nguyện, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi cũng quá giỏi làm người khác hồ đồ đi. Ngươi có thể làm lộ liễu hơn một chút được nữa hay không? Đây chẳng phải là cầm rồi thì sẽ toi đời hay sao? Những thí luyện giả làm ở đây, nghe nào đều nghe theo lời của ngươi, nên cuối cùng mới thành ra thí luyện thất bại đi. Họ đều là một đám rác rưởi với dục vọng quá sức bành trướng, không khống chế được lòng tham nên mới như vậy. Ngươi thì không giống như vậy. Chúng ta đều khống chế được dục vọng, kịp thời tỉnh ngộ, nhưng ta lại không thể nào phản bội lại dục vọng của ta, cho nên ta quyết định ở lại đây cùng với kho báu này. Ta với kho báu đã giao dịch với nhau và đạt được cùng bất tử. Điều kiện là cúng tế mỗi sinh mạng từng đi qua đây đã nghìn năm có thừa rồi. Quan đã, ngươi là người ngoài hành tinh hả? Thật sự không phải là ép gì đó hả? Chẳng phải ngươi cứ một mực dụ dỗ ta động vào số vàng này hay sao? Động thêm lần nữa thì sẽ không còn may mắn được tính lại nữa rồi. Từ khi ta chấn giữ ở đây, không có người thứ hai hoàn toàn vượt qua được thí luyện này. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn may mà thôi, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Có lẽ là vậy nè. Vừa rồi ta phát hiện ra một chi tiết. Mỗi lần ngươi biến ra thứ gì đó đều sẽ chạm vào số vàng kia. Trước đó ta không có phòng bị, không cẩn thận cầm phải một miếng vàng, trước mắt ta liền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Bởi vì ta lốt ruột muốn vượt qua thí luyện, không làm rõ tình hình đã xông vào, dẫn đến sau đó tâm trí của ta mất đi kiểm soát, xém chút nữa thì phải bỏ mạng ở đây. Ta nghĩ liệu có phải số vàng này có thể huyễn hóa ra sự vật mà trong lòng khát vọng hay không, sau đó để người ta xông vào, cuối cùng trong lúc mê loạn càng khó thoát thân và dẫn đến tử vong. Không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi. Ta hiểu rồi. Tóm lại là không chạm vào ngươi lần nữa thì cũng không chấm dứt được, đúng không? Xem ra ta đành phải làm theo ý ngươi thôi. Thôi vậy, lừa ngươi đó. Cái gì, sao có thể như vậy được? Không thể như vậy được. Ngươi có thể, tại sao ta không thể? May mà đã uống trúc cơ đan, tiên thiên sơ kỳ ở trạng thái tỉnh táo, có thể kiểm soát tâm trí. Bằng không thật sự không đảm bảo sẽ không bị mê loạn lần nữa. Chỉ có thể nói mình đúng là ăn may thật. Không thể nào. Nếu đến cả dục vọng đã không thể chinh phục được ngươi, vậy thì để não phô ép buộc ngươi ở lại vậy. Huyễn hóa mạnh thật. Đừng có mơ qua được cửa này. Ôi cha, ta đã nói ngươi là ép mà. Quái vật huyễn hóa ra cũng y hệt người ngoài hành tinh thế này. Im miệng tiểu tử thối. Bây giờ mình có thể khẳng định số vàng này có thể huyễn hóa ra sự vật mà người tiếp xúc với nó nghĩ trong lòng. Nói thẳng ra chính là, hoặc là ngươi mất đi lý trí bị nó kiểm soát, hoặc là ngươi nắm giữ lý trí kiểm soát nó. Không sai. Không sợ nói với ngươi nè, ngươi có ý chí càng mạnh, nội tâm càng kiên định thì sự vật có thể huyễn hóa ra sẽ càng mạnh. Nội tâm của ngươi đã lịch luyện ra cả nghìn năm như ta sớm đã kiên định như thiên thạch rồi. Kết thúc tại đây đi. Không kẻ nào có thể mạnh hơn ta được. Ngươi nhất định chưa yêu bao giờ rồi. Còn có thứ có thể khiến người ta kiên định hơn trong lòng, đó chính là tình yêu, huyễn hóa. À, tiểu tử này thế mà cũng huyễn hóa được. Ngươi có thể sao ta lại không thể, đúng không? Ây, tề thiên đại sánh, đại thánh, sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong lòng của ta. Được rồi, ta đã lãng phí không ít thời gian rồi. Không kịp nữa, dứt khoát phá hủy nơi này đi. Tiểu tử thối, bốt phô trương thanh thế đi. Yeah, tuy đại thánh này chỉ là trong lòng ta huyễn hóa ra, chẳng qua không hề yếu chút nào thôi. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta có ý chí kiên cường hay sao, lão quái vật?
ta còn phải cảm ơn ngươi, làm thức tỉnh bí mật trong ta để ta có thể có hy vọng hoàn thành cửa thí luyện này. Ngươi đừng mơ, đại thánh trông cậy vào ngài đấy. Ngoái, đây là phần thưởng thông quan hay sao? Trích tinh thổ, nhận được một cuốn bí tịch trích tinh thổ. Yên Nhi bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đã thuận lợi vượt qua thí luyện, trở thành chủ nhân của Nguyệt Hồ Tiên Cảnh. Không dễ dàng nha, nói cho ta biết, vừa rồi ta không phải chui ra từ cúc hoa của cô. Chủ nhân sau này có thể ra vào tiên cảnh tự do, đồng thời có thể thao túng bất kỳ sự vật nào ở trong tiên cảnh. Hơn nữa, bức họa cổ đã hợp nhất thành một thể với chủ nhân, sau này sẽ không có thí luyện giả nào tiến vào nữa. Cũng có thể nói, ở Nguyệt Hồ Tiên Cảnh, chủ nhân là vị thần cuối cùng và cũng là duy nhất. Thần giỏi vậy sao? Chẳng trách đến cả chân cũng không xưng nữa rồi. Vậy ta có thể làm cho những thí luyện giả đã từng thí luyện sống lại hay không? Không thể. Những thí luyện giả đã thất bại, đã mất đi cơ hội sống lần hai. Có điều linh hồn của họ vẫn bị nhốt trong tiên cảnh, không thể siêu độ. Chủ nhân có thể lựa chọn hô hoán và mệnh lệnh cho họ, chỉ cần như vậy thôi. Chỉ có linh hồn thôi cũng được rồi, để ta thử xem. Thật sự cảm giác bản thân đang cộng hưởng với tiên cảnh. Sao ta lại sống lại rồi? Ta đã ngươi một ân tình, sau này ngươi không còn bị giam cầm khổ sở ở đây nữa. Đa tạ chủ nhân, mặt tướng vô kỳ. Ta nguyện ở lại đây canh giữ cho chủ nhân. Thế thì còn gì bằng, ta đang có ý này. Được, tiên kỳ, vô kỳ, ta phải trở về rồi. Hai người thay ta quản lý nơi tiên cảnh này cho tốt. Tuân mệnh, cung tiễn chủ nhân. Cuối cùng cũng giải quyết đẹp đẽ rồi, xong xuôi quả rồi. Có một nơi tiên cảnh tự do đến đi thế này cũng hữu dụng nha. Cô ta cầu nguyện ở đó cả nửa ngày rồi, còn muốn cầu nguyện để người ta xuất hiện không bằng. Về thôi, hôm nay lại không điều tra được gì rồi. Ấy, người đẹp, em hình như đang đợi ai phải không? Đợi một gã khốn nạn. Thanh Nguyệt, không được phép làm chuyện dại dột hù dọa người ta. Được, em đồng ý với anh. Anh Thanh Nguyệt, em học được cách béo người ta từ lúc nào vậy? Được thần tiên cứu. Thật hay đùa vậy. Sư phụ không hổ danh là sư phụ, tôi tin sư phụ. Sư phụ luôn làm những chuyện không bình thường. Chính vào lúc phát lổ, vừa hay có một vị thần tiên trên trời đi ngang qua cứu tôi. Ngài ấy nói, thấy bình thường tôi đã làm nhiều chuyện tốt, cho nên đã cứu sống tôi, còn đưa tôi trở về. Cứ chém bừa vậy. Nếu anh Hải đã trở về an toàn rồi, vậy tôi về trước vậy. Sau này anh Hải có gì giao phó cứ việc gọi tôi. Sư phụ, vậy tôi cũng đi trước đây. Được, còn phải cảm ơn mấy người đã bảo vệ Hinh Nguyệt. Lâm Hải tôi sẽ không quên đâu. Hinh Nguyệt, sao em lại chạy đến nơi xảy ra tai nạn vậy? Trước khi anh gặp chuyện đã nhét cái dây chuyền nhỏ này vào tay của em. Lúc em nắm lấy nó, hình như nghe thấy anh bị nhốt trong một căn phòng, bảo em gọi anh dậy. Em đi theo âm thanh đó thì đến được nơi xảy ra tai nạn. Thì ra là như vậy. Vốn định là để lại cho Hinh Nguyệt làm vật kỷ niệm, ai ngờ lại có tác dụng này. Có điều chuyện này cuối cùng cũng qua rồi, ngoại trừ bây giờ chỉ còn con bé này là khó bịp nó. Bị cô ta biết được càng nhiều chuyện thì càng khó giải thích, phải nghĩ ra cách. Lâm Hải, em cũng muốn về. Em đột nhiên chạy khỏi bệnh viện, mẹ và Hình Tình chắc chắn là sẽ sốt ruột chết mất. Anh với em cùng đi ra ngoài, vừa hay anh cũng muốn mua mấy thứ, chỉ là không còn xe nữa, không thể đưa em về rồi. Mau đi thôi, đi thôi. Không cho cô ta cơ hội hỏi, cứ chuồn đã rồi tính tiếp. Điện thoại rẻ nhất này có chơi được game hay không vậy? Được đó anh. Vậy mua chiếc này đi, gói cho tôi chiếc này. Để lừa bịp con bé kia, còn phải bỏ qua một chiếc điện thoại, hy vọng có thể có chút tác dụng. Ồ, kia chẳng phải là ca vương Lâm Hải hay sao? Mày thế mà chưa chết hả? Kiếm được nhiều tiền như vậy mà lại mua một chiếc điện thoại rẻ rách như vậy? Giữ tiền lại để mua quan tài hả? Hoàng thiếu, anh quen hắn hả? Quen, tất nhiên là quen, nhẵn mặt luôn ấy chứ. Đừng có làm ra vẻ vô tội như vậy. Tao đã nói rồi, ngày tháng của chúng ta còn dài. Hôm nay mày đã vào địa bàn của tao, chính là ngày xui xẻo của mày. Lần trước cược đá bị mày chơi cho một vố. Tao không nói như vậy là xong nha. Trung tâm thương mại này là tài sản của chú tao. Tao có làm gì không ai quản.
Hôm nay mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ không để cho mày bước chân ra khỏi cánh cửa này đâu. Còn nữa, lần trước con chó của mày cắn rách quần của tao, tao phải bắt mày đền. Mấy người là ai vậy? Thằng danh con lại dám giả ngu, quả là không coi người ta ra gì. Tẩn nó cho tao. Ây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trích tinh thủ đúng là hữu dụng thật. Hoàng thiếu, thằng cha này có chút tà môn. Em nghe nói Hồ thiếu chính là bị chết dưới tay thằng mắt con này. Sợ cái gì, có tà môn hơn nữa thì nó cũng chỉ có một mình. Ông mày hôm nay mang nhiều quân, tẩn nó chết luôn. Là ai không được phép gây rối ở đây? Là bảo vệ. Vừa hay bảo vệ ở đây cũng là người của chú tao. Mấy người nghe đây, cùng với chúng tôi tẩn cho tên này một trận rồi ném nó ra ngoài. Anh Hải, không ngờ nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Kéo thật đấy. Anh Hải gặp rắc rối hả? Vương Nôi, thì ra cậu làm bảo vệ ở đây. Tôi không sao, chỉ là gặp phải mấy tay nhị thế tổ thôi. Anh Hải, không cần biết là nhị thế tổ hay là tam thế tổ, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ không màng gì. Tôi sẽ không màng gì hết, cùng anh tẩn bọn chúng. Chuyện này chúng tôi theo anh Nôi. Anh Nôi bảo tẩn thằng nào là chúng tôi tẩn thằng đó. Không sai. Mấy thằng chép riêu chúng mày muốn làm gì? Đối đầu với ông mày, muốn bị đuổi việc hả? Hừ. Này Hoàng thiếu, ăn nói cẩn thận một chút. Bất kính với tao thì thôi đi, đừng có bất kính với bạn của tao. Mày, là ai báo cảnh sát? Ai ở đây tụ tập ẩu đả? Lâm Hải. Ồ, sĩ quan Hứa, lâu rồi mới gặp. Sĩ quan, hắn đánh người đó. Bắt hắn lại, mau bắt hắn lại. Tôi vừa nhận được điện thoại nói ở đây có xảy ra ẩu đả, rốt cuộc là chuyện gì? Làm gì có đâu. Là đám Hoàng thiếu cứ lằng nằng đòi tỉ thí võ nghệ với tôi, trong khi rõ ràng võ nghệ không bằng người ta. Đâu có phải là ẩu đả gì đâu. Không sai, có tôi làm chứng. Chúng tôi cũng làm chứng. Là đám Hoàng thiếu cứ lằng nằng đòi tỉ võ với tôi. Mấy người nói bậy, rõ ràng là chúng tôi đang đi đường rất bình thường. Tên Lâm Hải này cứ đòi gây sự với tôi, còn ra tay tấn tôi một trận. Nhất định là phải gô cổ hắn lại, gô cổ tất cả bọn chúng lại. Chuyện này ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Hả, Hoàng Thiện, cháu bị làm sao vậy? Chú phải làm chủ cho cháu. Thằng danh Lâm Hải này vô duyên vô cớ đánh cháu. Chú bảo cảnh sát tóm cổ hắn lại. Chú vào đội trưởng Vương chẳng phải là anh em tốt hay sao? Lâm Hải, có chú tao ở đây mà chết chắc rồi. Đừng mong lăn lộn ở thành phố này được nữa. Chú, mày biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là công thần số 1 đã thủ tiêu tổ chức tà ác tập đoàn Thổ Nhị Thổ Thị. Thanh niên 10 tốt mà cục trưởng Bành đích thân tiến cử. Trên TV đều phát tin tức về cậu ấy, mày không xem hả? Cậu ấy sẽ vô duyên vô cớ đánh mày hay sao hả? Chú, nó. Nó cái gì mà nó, còn không mau cuốn xéo. Ê, hết cả mặt. Lâm Thiên Sinh, tôi là Hoàng Quán, là ông chủ của trung tâm thương mại này. Ban nãy là thằng cháu của tôi không hiểu chuyện, tôi thay mặt của nó xin lỗi cậu. Ông chủ Hoàng khách sáo rồi, tôi và Hoàng thiếu thật sự chỉ là tỷ võ nghệ, không có chuyện gì cả. Tỷ võ nghệ, đánh cháu tao xưng hết cả mặt mày mũi thế kia. Mày xem tao là thằng mù chắc. Ây, không có chuyện gì thì tốt. Vậy thì không có chuyện gì nữa rồi, không làm phiền sĩ quan Hứa và Lâm Tiên Sinh nữa. Các cậu cũng về vị trí làm việc đi, nhanh lên. Vâng, thưa ông chủ. Lâm Hải, anh chẳng phải đã biến mất rồi sao? Sao lại, anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Sĩ quan Hứa đến nhanh như vậy, e là không phải tình cờ đi ngang qua đâu nhỉ? Vốn dĩ là định đi đâu? Tôi đang trên đường đi kiểm tra và niêm phong Kim Bích Huy Hoàng, tài sản dưới trướng của tập đoàn Hồ Thị. Mấy ngày nữa sẽ bán đấu giá. Đấu giá Kim Bích Huy Hoàng bao nhiêu tiền? Tối thiểu phải là 200 triệu tệ đó. Đó là khách sạn 5 sao sang chảnh nhất thành phố, có thể sánh với khách sạn Hilton ở nước ngoài. Thảo nào, dưới trướng còn có vô số xe sang. Nếu có thể mua được, nửa đời sau cũng coi như là có đảm bảo rồi. Nhưng mình kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Bây giờ gom góp lại chẳng qua cũng chỉ có mấy triệu tệ. Cho dù là ở trong truyện tranh cũng không thể nói là có tiền là lập tức có tiền mà. Cục trưởng Bành, lấy được cho mình danh hiệu thanh niên 10 tốt từ khi nào vậy? Có thể quy ra tiền để đổi hay không? Ê, Vương Nôi, mấy người các cậu sao vậy? Anh Hải,
bị đuổi việc, không sai. Lão hoàng quán đó trở mặt hơn trở bánh tráng, đuổi việc chúng tôi luôn rồi. Dù sao thì người chúng tôi đánh cũng là cháu của lão ta. Lão ta không làm gì anh Hải, nhưng giải quyết chúng tôi thì đơn giản lắm. Ây, các anh em yên tâm, các anh em là vì tôi nên mới bị mất việc. Các anh em yên tâm đi, Lâm Hải tôi bảo đảm sẽ kiếm cho các anh em một công việc mới. Sẽ không lâu đâu, về nhà đợi tin tức của tôi nhé. Được, chúng tôi tin anh Hải. Chúng tôi về đợi tin tức của anh Hải. Chỉ cần có thể đấu giá được Bích Huy Hoàng, vậy thì chính là chuyện tốt. Làm được một mười rồi. Phải nghĩ cách thôi. Chú, sao chú lại bỏ qua cho thằng Lâm Hải kia? Chẳng qua là thanh niên mười tốt chó chết gì đó sao? Hay là một thằng nghèo kiết xác? Chú nhìn nó đánh cháu thành ra bộ dạng thế nào rồi? Cháu nuốt không trôi cơn hận này. Thanh niên người tốt hay? Cháu chẳng hiểu gì cả. Hắn còn đâu mới là thanh niên mười tốt gì đó. Hắn chính là con sói đã tận tay giải quyết bố con Hồ Vi. Con hãy nói một mình hắn lật đổ Hà Nhận nhà họ Hồ. Hắn còn cực kỳ thân thiết với viện trưởng Đỗ và cục trưởng Bành. Sau này tốt nhất là thấy hắn thì cháu tránh đi. Đừng có liên lụy đến nhà họ Hoàng. Đừng trách chú không nhắc nhở cháu. Cậu cả về rồi, thím Nam bố tôi đâu? Lão gia và phu nhân ăn cơm xong đều đi nghỉ trưa, đến bây giờ vẫn chưa thấy dậy. Đã 5-6 giờ rồi, thím đi gọi họ dậy. Tôi có việc muốn bàn với họ. Bây giờ tập đoàn Hồ Thị đã nặng hết rồi, là cơ hội tốt để mua lại. Không biết bố có đồng ý hay không? Hay cho cậu Lâm Hải, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà khiến tập đoàn Hồ Thị sụp đổ. Rõ ràng cậu cũng chỉ là một cậu sinh viên bình thường, thực sự khiến người ta không nhìn thấu nổi. Lão gia, phu nhân làm sao vậy? Sao nào, còn tưởng người không dám quay về nữa? Ta vẫn còn một đống câu hỏi chờ ngươi về để hỏi đây. Chỉ là ra ngoài mua cho người món quà, đợi lát nữa ta sẽ quét qua cho người, sau đó hỏi cũng không muộn. Quét điện thoại di động, ngươi định hối lộ bổn công chúa? Tưởng là như vậy có thể mua chuộc được bổn công chúa hay sao? Ta chỉ là để ý thấy điện thoại của ngươi hình như có Đỗ sĩ nắm rồi, nên mới đổi cho ngươi một con điện thoại mới. Phần mềm đã cài đặt ngon lành hết rồi, ta còn tải một số trò chơi cho ngươi nữa đấy. Trò chơi? Đúng, trò chơi không để cương thi ăn mất não. Để ta dạy ngươi chơi. Cũng được, bổn công chúa đang chán đây, lát nữa hỏi ngươi cũng không muộn. 10 phút sau. Ôi trời, bị ăn mất rồi, chơi lại. Xả công chúa, người biến đi, đừng có làm phiền ta. Ta cái gì mà ta? Đừng có cái giày bổn công chúa chơi game. Cuối cùng cũng ok rồi, chung quy vẫn là một cô bé hiếu kỳ, sao có thể chống lại sức hấp dẫn của trò chơi được. Tiếp tục say mê mà chơi game đi, như vậy ta lại có thể thư thả một thời gian rồi. Viện trưởng. Trời ơi, Tiểu Lâm, cậu quả nhiên đã trở về rồi. Lúc Cường Trọc nói với tôi không tin, đưa điện thoại cho tôi để tôi nói. Tiểu Lâm, tôi là Diệp Tử Vũ, người lúc trước dẫn cậu đi cược đá còn nhớ hay không? Anh Diệp, tất nhiên là nhớ rồi. Có chuyện gì mà gấp như vậy? Mẹ tôi hôm nay đột nhiên bị ngất trong phòng, bác sĩ nói họ chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi. Tôi biết cậu có bản lĩnh cứu người, có thể mời cậu đến xem thử. Anh Diệp đừng nóng, tôi sẽ qua ngay đây. Chỉ là tôi không còn xe nữa rồi, muốn đến chỗ anh cũng phải mất chút thời gian. Tôi sai người đến đón cậu. Anh Hải. Cậu là Lâm Hải, là người có thể cứu bố mẹ tôi. Sao nhìn thấy giống tên lừa đảo thế này? Anh không phải là Diệp Tử Vũ. Tôi là Diệp Tử Mình, em sinh đôi của anh ấy. Thằng nhóc, cậu tốt nhất là có khả năng cứu sống bố mẹ của tôi. Bằng không, chuyện cậu sỉ nhục, chân sảng trước mặt bao nhiêu người và gây sự ở địa bàn của Mạnh Húc. Tiểu đệ của tôi sẽ tính sổ với cậu một lượt. Mày dám đánh tao? Anh đến đón tôi hay là đến uy hiếp tôi đấy? Kẻ lúc trước uy hiếp tôi có kết cục thế nào anh chưa nghe rõ hả? Hoặc là ngậm mồm lại đưa tôi đến bệnh viện, hoặc là tôi về nhà đắp chăn đánh một giấc. Đúng là cái thằng chó điên, lên xe. Tiểu Lâm. Tiểu Hải, cậu đến rồi. Viện trưởng. Anh Diệp, tình hình thế nào rồi? Hai bệnh nhân được chuyển đến khoảng 6 giờ 30 chiều hôm nay. Tình trạng và các cơ quan trong cơ thể hai người đều đã bị suy yếu nhanh chóng, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Máy móc và các bác sĩ đều không tra ra được nguyên nhân là gì. Tôi nghĩ vấn đề nan giải này chỉ có thể tìm tới cậu thôi. Tiểu Hải, cậu nhất định là phải cứu bố mẹ thôi, ra giá bao nhiêu cũng được. Anh Diệp, không phải vấn đề giá cả thế nào. Anh Diệp đối với tôi không tệ,
Chuyện này nếu giúp được tôi sẽ giúp hết mình. Trước tiên đưa tôi đi gặp bệnh nhân đã. Anh em tốt, đi nối này. Chính là ở đây. Đừng nóng, để tôi xem. Thiên nhãn, mở. Đây là cái gì? Tử khí. Anh, thằng cha anh mời đến này rốt cuộc có linh không vậy? Đừng có mà cuối cùng lại cho bố mẹ uống mấy thứ lang băm như trong phim nhé. Đừng nói linh tinh, Tiểu Hải là người tin tưởng được. Mà mũi em bị sao vậy? Bị chó cắn đấy. Tiểu Lâm nhìn ra được gì rồi chứ? Bố mẹ của anh Diệp không phải là mắc bệnh gì cả. Hơn nữa còn giống như gì? Giống như là bị chúng ta. Cái gì chúng ta? Chúng ta đúng là tay năng băm giang hồ thật. Phán là chúng ta được luôn, lát nữa sẽ nói. Phải làm pháp phải không? Anh cả, hắn chính là một tên lừa đảo. Thôi, chuyển viện cho bố đến Yên Kinh đi. Y thuật của Tiểu Hải đã cứu được không ít người. Anh tin Tiểu Hải, em đừng có xen vào như vậy. Anh cả, anh khiến em cạn lời rồi. Tạm thời tôi chưa có cách. Nhưng bạn của tôi có lẽ là sẽ có. Tôi phải đi hỏi cái đã. Chờ tôi một chút. Nhờ cả vào cậu đấy. Gọi thiết quản lý. Đã hiểu lâu rồi không gặp. Thiết quản lý, Tiểu Tiên gần đây gặp phải một căn bệnh rất là kỳ lạ, khiến người ta nghĩ mãi mà không biết phải giải quyết thế nào. Tình trạng bệnh là xung quanh bệnh nhân bị xương màu đỏ bao quanh, các cơ quan bị suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Tiếp tục như vậy sẽ không sống qua được 3 ngày mất. Theo như miêu tả của đạo hữu, tình hình quả thực là không được lạc quan cho lắm. Hai người này có lẽ nào đụng phải tà vật gì đó rồi, hoặc là bị người ta yểm bùa máu. Vậy có cách nào hóa giải hay không? Đơn giản thôi. Nước hồ giao trì có thể rửa sạch mọi dơ bẩn. Múc một gáo về tắm là có thể giải hóa rồi. Đa tạ thiết não đã chỉ dạy, lão thiết. Nước hồ giao trì, vậy chẳng phải là nên đi hỏi giao trì tiên tử hay sao? Cột bạn bè thiên đình của mình đã phun rồi. Thôi, tang vào trong nhóm vậy. Giao trì tiên tử có online hay không? Có thể xin tiên tử một ít nước hồ giao trì hay không? Giao trì tiên tử, chứ bắt giới. Nước hồ giao trì, bổ não chư cũng muốn, nhị năng thần, không ngờ đạo hữu còn có sở thích này. Thất tiên tử, tiểu tử hồ đồ, chân nhân không lộ diện nhà, che giấu kỹ đấy. Giao trì tiên tử, có đấy. Thường Nga tiên tử vừa mới dùng mè, còn nóng hổi đây. Thường Nga, ây, Ngô Cường, ta cũng. Cái quái gì thế này, chẳng lẽ nước hồ giao trì là thứ gì đó ám muội lắm hay sao? Đạo hữu chẳng lẽ không biết hồ giao trì là nơi các tiên nữ tắm hay sao? Sao có thể ở trong nhóm xin một cách lộ liễu như vậy? Ôi không phải chứ. Sao ngươi không nói sớm? Phen này hình tượng của mình đều bị hủy sạch sẽ rồi. Nhanh chóng giải thích một chút vậy. Tiểu tiên hồ đồ, tiên tử đừng hiểu lầm. Ta có một người bạn bị trúng bùa máu, cần gấp nước hồ giao trì để phá giải số kiếp. Do đó mới đặc biệt xin tiên tử một gáo nước hồ giao trì. Xin tiên tử chấp nhận. Nhị năng thần, nên tiểu tử này đừng hiểu lầm. Ta có một người bạn bị trúng bùa máu, cần gấp nước hồ giao trì để phá giải số kiếp. Do đó mới đặc biệt xin tiên tử nước hồ giao trì, xin tiên tử chấp nhận. Chư bát giới, ôi đậu, thế mà lại chơi copy paste. Mấy người mà là thần tiên hả? Lam cực tiên ông, mở rộng số lượng bạn bè của bạn thêm một người bạn nữa. Ý là 100.000 điểm công đức. Hả, còn có thao tác này nữa à? Thôi cả đi, thêm giao trì tiên tử đã rồi tính tiếp. Từ chối yêu cầu kết bạn của Nam Cực Tiên Ông, gửi lời kết bạn tới giao trì tiên tử. Đã thêm giao trì tiên tử thành bạn bè. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, không được chơi như vậy chứ. Tiểu tiên hồ đồ, ôi chà, lại là một anh chàng siêu đẹp trai nữa chứ. Không ngờ, không ngờ. Không phải như tiên tử nghĩ đâu. Tại hạ thực sự cần nước hồ giao trì để cứu người. Tiên tử nghĩ xem, nếu mà là nói dối, ta cũng không làm nổi chuyện xấu. Nếu là thật, vậy thì có lập tức được đại công đức. Đại công đức vĩ đã được cứu người rồi. Nói như vậy có lý. Cứu người thì cứu người, cũng không thể nào miễn phí được. Lấy của người 10 vạn điểm công đức vậy. Ta không còn nhiều như vậy. Nhìn bộ dạng của người, không phải là muốn lấy miễn phí đấy chứ? Đâu có đâu có. Đúng rồi, trên người mình vẫn còn một mặt nạ mua cho Hinh Nguyệt.
Trước đây mắt cứ lấy ra dùng tạm trước đã. Yên tử ở chỗ ta có một thứ không biết là có thể thay thế được không. Thứ này gọi là mặt nạ, là thứ tiểu tiên lấy được từ bí cảnh, vừa sạch sẽ rồi đắp lên mặt, có tác dụng thần kỳ với làn da của phụ nữ, chính là thánh vật dưỡng da giữ gìn nhan sắc, quý giá vô song. Thần kỳ như vậy thật sao? Vậy thì quét qua cho ta. Vốn chỉ định tử thai nhĩ của ngươi thôi, không ngờ thực sự cần 10 vạn điểm công đức thật. Có điều nếu ngươi đã lấy thứ ra để trao đổi, ta đành nhận lấy vậy. Đa tạ tiên tử. Giao trì tiên tử đã gửi cho bạn một bình nước hồ giao trì. Có rồi, nhận lấy. Nhường đường một chút. Tiểu Hải, đó là đồ xịn đây, hãy nhìn đây. Mùi thơm quá, làm cái trò gì vậy? Thiên nhãn mở, xương máu dần dần tiêu tán rồi, xem ra là có hiệu quả. Nhìn sắc mặt của bố mẹ quả nhiên là đã tốt hơn nhiều rồi. Thần kỳ nha, thể trạng đang hồi phục. Như vậy chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Bố mẹ, sao đột nhiên lại như vậy? Thông báo chuẩn bị phòng cấp cứu. Chuyện gì thế này? Không có lý nào, chẳng lẽ thiết quả lý lừa mình? Con mẹ nó, mày rốt cuộc đã làm gì với bố mẹ tao? Tao sớm đã nhìn ra rồi, mày vốn không phải là bác sĩ, mày chỉ là một thằng nhà quê lươn mẹo bị bợm. Tao phải báo cảnh sát tóm cổ mày. Tiểu Hải, cậu, anh Diệp, Lâm Hải, thằng rác rưởi lừa bịp nhà mày. Đừng tưởng có cục trưởng Bành che chở là tao không làm gì được mày. Mày tưởng nhà họ Diệp của chúng tao là cộng hành hay sao? Đừng có quá coi thường thực lực của nhà họ Diệp chúng tao. Kết quả lý và giao trì tiên tử sẽ không lừa mình. Nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ tình ngay lý gian, mình nhất định là phải thoát khỏi đây đã rồi nghĩ cách sau. Anh Diệp viện trưởng, tôi sẽ nghĩ cách, đợi tôi quay lại. Lâm Hải, mày không được, mày không chạy thoát được đâu, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi là Diệp Tử Minh, sai mấy đứa đi bắt thằng tên Lâm, bắt thằng tên là Lâm Hải, nếu nó chống cự cứ đánh què chân nó. Tử Minh, bình tĩnh một chút, bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của bố mẹ. Anh còn nhắc đến bố mẹ nữa, nếu không phải là anh tìm cái thằng Lam Bong kia về xem bệnh cho bố mẹ, họ có thể sống thêm được 2 ngày đấy. Bây giờ nếu bố mẹ có bệnh hệ gì, không cần biết là Lâm Hải hay là cái bệnh viện này, đều phải cho chúng xong đời hết. Không ngờ lại bôi nhách thế này, đúng là đen đủi. Sớm biết vậy đã không ra khỏi nhà rồi. Hay là kệ đi, cũng không phải là mình yểm bùa mà. Ông bà Diệp giỏi lắm, cũng chỉ sống được 1 ngày. Nếu cậu có cách bù đắp, phải gấp rút lên. Đỗ Thuần, không được, nếu họ mà chết thật, mình sẽ không chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Phải hỏi thiết quản lý lần nữa thôi. Mày là Lâm Hải? Chỉ vừa đây thôi, toàn bộ những bang phái lớn nhỏ trong thành phố này đều nhận được mệnh lệnh của Diệp Nhị Thiếu đi bắt một kẻ tên là Lâm Hải về. Bây giờ cả cái thành phố này đều đang lùng sục mày. Mày đừng có mơ mà chạy được. Ơi, cũng tuyệt tình đấy Diệp Tử Minh. Nhất định là phải tìm một nơi không có ai làm phiền mình rồi tính tiếp vậy. Người đâu, hắn biến mất rồi. Thằng danh này là ma hay sao? Chủ nhân, ơi tiên nhi. Chủ nhân hình như tâm trạng không được tốt. Nhà có chuyện gì khiến chủ nhân phiền não hay sao? Đừng nhắc đến nữa, giúp người ta giải quyết chú gì đó, kết quả càng nghiêm trọng rồi. Danh tiếng một đời của ta sắp bị hủy sạch rồi. Bây giờ bị người ta toàn lực truy bắt, ta trốn ở đây một lát rồi sẽ ra. Biết chú, chi bằng nói ra cho tiên nhi nghe. Tiên nhi cũng biết sơ sơ về chú thuật, biết đâu lại có thể đưa ra cho chủ nhân vài ý kiến. Thật sao, chuyện là thế này. Sau khi vấy nước hồ giao trì lên, ngược lại lại càng nghiêm trọng hơn. Theo như là chủ nhân miêu tả, họ không phải là chúng phải huyết chú thông thường, mà là chúng phải loại thâm độc nhất, đồng mệnh chú. Đồng mệnh chú, không sai, người yểm đồng mệnh chú này thông qua chú thuật buộc chặt tính mạng của người, tính mạng của mình với tính mạng của người bị yểm cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Cho nên nếu chỉ hóa giải chú thuật ở một bên thì sẽ không được, ngược lại sẽ khiến cho uy lực của chú thuật trở nên mạnh hơn. Thảo nào mù quáng cứu người, kết quả lại khiến người, lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hay vậy phải hóa giải thế nào? Lấy nước hồ giao trì vấy nên người yểm bùa chỉ là điều thứ chính. Quan trọng hơn là phải hủy được pháp khí yểm bùa của kẻ yểm bùa.
hóa giải bùa chú từ trong ngọn ngành của nó. Tất cả những việc này đều phải kịp thời, chết rồi thì sẽ không kịp nữa đâu. Thì ra là vậy, không ngờ Tiên Nhi lại biết nhiều chuyện như vậy. Chủ nhân có thể xin được nước hồ giao trì, nghe là cũng biết không ít đâu. Ơi, ta phải gấp rút làm thôi, đi trước nhé. Điện ra, đều chạy hết cả rồi cũng tốt. Những biển người mênh mông, mình phải đi đâu để tìm kẻ yểm bùa bây giờ? Tìm cục trưởng Bành hỏi xem sao. Cục trưởng Bành, Tiểu Lâm, cậu thật sự vẫn còn sống sao? Ây, nói ra thì dài lắm, bây giờ tôi có chuyện. Tiểu Lâm, sao cậu lại dây vào nhà họ Diệp rồi? Tôi đã nhận được điện thoại của cấp trên rồi, nói phải bắt cậu, cậu đang ở đâu? Cái gì, tôi, tạm biệt. Tiểu Lâm, cậu đừng cúp máy nhanh như vậy. Tôi tin tưởng cậu, dù sao thì cậu vẫn chưa hạ lệnh bắt giữ. Cậu có chuyện gì muốn tôi giúp, bây giờ nói ra còn kịp. Được rồi, tôi muốn tìm một người có những đặc điểm sau: đột nhiên ngất rồi không tỉnh, thậm chí miệng còn nôn ra máu đen. Nếu phát hiện có người như thế, nếu người cậu nói là người chết hôm nay thì có đấy. Vừa rồi mới nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát là có một chủ trọ nói có một bà khách thuê trọ chết trong phòng. Chết trong phòng rồi, miệng còn nôn ra máu đen nữa. Cái gì, chết rồi? Viện trưởng, tình hình của ông bà Diệp bây giờ thế nào rồi? Bệnh nhân có máy móc, có bệnh viện duy trì sự sống, nhưng tình hình hết sức là không lạc quan. Ông trời phù hộ, vẫn còn cơ hội. Phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây? Cả yểm bùa đã chết rồi, còn có thể làm thế nào được nữa? Nếu được hồ giao trì vẽ nên người bị yểm bùa chỉ là điều thứ chính. Quan trọng hơn là phải hủy được pháp khí yểm bùa của kẻ yểm bùa, hóa giải bùa chú từ ngọn ngành của nó. Tất nhiên cả những việc này đều phải kịp thời, chết rồi sẽ không kịp đâu. Hồn ma, đúng rồi, chỉ cần có thể tìm thấy hồn ma, bắt bà ta lột pháp khí yểm bùa ra, chưa biết chừng lại có cơ hội xoay chuyển tình thế. Mình đúng là thiên tài, trong nhà chẳng phải đang có một cô công chúa quản lý câu hồn sứ giả hay sao? Nếu mình nói ra, cô ta nhất định là sẽ giúp mình. Không được biến đi, ta đang chơi game đây. Không rảnh, ôi đầu, bà cô của ta ơi, mạng người quan trọng, ngươi giúp ta một lần đi mà. Có điều bốn công chúa có thể chỉ cho ngươi một con đường, đường nào? Lần trước ngươi tiêu diệt Hồ Vi, giải cứu được rất nhiều vong linh bị tập đoàn Hồ Thị tàn sát, có phải đã kiếm được 10 vạn điểm âm bức? Đúng vậy, thế thì sao? Ngươi có thể dùng số điểm âm bức này thăng cấp cho bản thân thành nhị phẩm câu hồn sứ giả, vậy thì sẽ có thể tự đi tìm hồn ma rồi. Không ngờ lại còn có thao tác như này, để ta xem thử. Thăng cấp nào? Bạn đã bỏ ra 100.000 điểm âm đức để thu cấp, để thăng cấp thành nhị phẩm câu hồn sứ giả. Thành công rồi. Nhận được một sợi xích câu hồn, nhận được một bộ đồng phục của câu hồn sứ giả. Hay lắm, đi tìm nơi không có người mặc thử nên xem thế nào. Thế này là được rồi nhỉ, trông cũng đẹp trai ra phết đấy. Mình nhớ là cục trưởng nói người chết kia tên là anh Đào, địa chỉ là khu chung cư cách đây 10 cây. Nhưng mà mình không có xe, bên này mình phải qua đó kiểu gì đây, bắt xe? Ây, sao lại tối om thế này, chẳng lẽ câu hồn sứ giả đều làm việc trong môi trường thế này hay sao? Thế thảm quá rồi còn gì. Nhìn thử, mình thử dùng thiên nhãn xem sao. Được nè, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài rồi. Có người lại đây. Người ta nhìn thấy mình ăn mặc kiểu này thì có khác nào gặp ma giữa ban ngày đâu chứ. Cứ trốn đi đã. Mình thế mà lại xuyên qua tường rồi, đúng rồi. Mình thấy những câu hồn sứ giả kia đều đi lại không bị cản trở gì mà. Hơn nữa người trần mắt thì sẽ không nhìn thấy mình. Nói như vậy tức là mình cũng có thể bay được. Chính là nơi này rồi, biết bay đúng là nhanh thật. Hứa điểm. Người chết tên là anh Đào, giới tính nữ, 55 tuổi, thời gian tử vong là khoảng hơn 1 tiếng trước. Chú có biết bà ấy có người thân nào hay không? Không có, bà ấy thuê phòng ở đây mấy năm rồi, đều chỉ có một mình. Người phụ nữ này hình như không có việc làm, thường nhốt mình ở trong phòng làm mấy chuyện mê tín. Nhìn cứ điên điên khùng khùng, lại còn hay khất lợ tiền phòng. Bây giờ bà ta chết ở đây, những khách thuê chỗ khác cũng chuyển đi hết rồi. Cứ đưa về nhà tang lễ trước đã, tìm thông tin về người thân của bà ấy. Rõ, mê tín sao? Dán nhiều ảnh ghê. Đây là nhà doanh nghiệp lớn, nhà doanh nghiệp lớn Diệp Long. Sao trên tường
lại dán đầy ảnh của Diệp Long. Người chết lúc còn sống có thù với Diệp Long. Người yểm bùa là bà anh đào này rồi, không sai được đâu. Rốt cuộc là thù hận sâu đậm gì, hơn 50 tuổi đầu rồi mà còn cùng liều chết với vợ chồng Diệp Long. Nhất định là phải tìm ra hồn của bà ta mới biết được đáp án. Hồn ma bây giờ đều thích khiến người ta buồn nôn vậy sao? Bà chính là anh đào, chính là ta. Vì thân xác của ta đã bị tiêu tán, nhưng chú thuật vẫn ảnh hưởng đến ta. Nó khiến ta lợi hại hơn bình thường gấp trăm lần. Ngươi chỉ là một tay câu hồn sứ giả tép diêu, hoàn toàn chẳng phải là cái thá gì trong mắt của ta. Bà nhìn xấu vãi. Người dám nói bà đây xấu, chết đi. Bà đã chết rồi mà vẫn còn để ý đến chuyện bị người ta nhận xét về ngoại hình nhà. Ta rõ ràng là đẹp nhất gấp trăm ngàn lần ở tiện nhân kia. Chúng phải lửa của đống mạng chú, linh hồn của ngươi cũng sẽ phải lưu lạc trong bóng tối. Bà đừng có mơ, bây giờ cả người ta nhẹ bẫng. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ như bắt muỗi. Nguy rồi, kiếm gỗ đào lại phát huy tác dụng rồi. Chẳng lẽ trước đây nước hồ giao trì vẩy vào nó, đồng thời cũng làm sạch sẽ nó rồi. Ngoan ngoãn đền tội đi, thanh danh của ta đều ở trên người của ngươi cả đấy. Đây là xích câu hồn, một khi chụp phải thì sẽ không thoát ra được đâu. Nói ra pháp khí yểm bùa ở đâu? Tính chút công đức cho bản thân còn được đầu thai, đừng làm liên lụy tới hai mạng người vô tội. Vô tội, ơi, Diệp Long và tiện nhân kia, còn lâu mới vô tội. Mụ ác quỷ này cười khó nghe vãi. Hỏi giao trì tiên tử lấy một gáo nước đã. Tiên tử vẫn muốn xin thêm một gáo nước hồ giao trì nữa. Đắp mặt lạ thấy thế nào? Chẳng ra làm sao hết, hoàn toàn không có gì hết trơn. Không có hiệu quả gì mà ngươi vẫn dùng, thơm thật đấy. Có điều sau khi ta thay tính chất bằng nước hồ giao trì, hiệu quả thật tuyệt vời. Đạo hữu có hứng hợp tác cải tiến mặt lạ một chút rồi bán cho thiên đình? Tất nhiên là được rồi, ta đang thiếu tiền đây. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta có thể thương lượng chuyện hợp tác một chút rồi. À tiên tử, phát tài tuy là quan trọng, nhưng bây giờ ta đang cần gấp nước hồ giao trì để cứu người có thể. Được rồi, vậy ta chờ hồi âm của người. Đừng có để ta chờ quá lâu. Giao trì tiên tử đã gửi cho bạn một mình nước hồ giao trì, đúng là hào phóng. Phen này xem người. Ây, thoát ra được từ lúc nào vậy? Tiểu quỷ đáng ghét, đừng hòng bắt được ta. Ta sẽ không nói cho người pháp khí ở chỗ nào đâu. Ta chính là muốn vợ chồng Diệp Long cùng xuống mộ với ta. Mà ta cũng bắt đầu phiêu bạt trong bóng đêm vô tận rồi. Bây giờ ngươi đừng hòng bắt được ta nữa. Ây, lần này ra trận không có lợi rồi. Bắt được rồi con ác quỷ, phen này có thể lĩnh thưởng rồi. Nhìn xem cái bộ dạng, lúc còn sống của ngươi đã tạo không ít nghiệp chướng rồi, có lẽ phải nếm trải cái đắng ở 18 tầng địa ngục rồi. Ây, ta không tới 18 tầng địa ngục đâu, ta không đi. Vị đại ca kia ơi, xin hãy chờ chút. Hả, ngươi là ai? Người mới hả? Muốn cấp công nào của ông đây? Không, chỉ là con quỷ này rất là quan trọng đối với tại hạ, xin hãy giao nó cho tại hạ. Tại hạ nguyện lấy điều kiện ra để trao đổi. Ngươi có ý gì dám nói điều kiện với bổn đại gia? Hoán đã, bây giờ chuyện này rất nghiêm trọng, hy vọng đại ca có thể châm trước. Châm trước cái gì? Đây là ác quỷ khó lắm mới kiếm được phần thưởng hậu hĩnh, ta còn phải về địa phủ báo cáo để lĩnh thưởng, không rảnh để chơi với người. Không thể để hắn đi được, nhưng không thể động võ với hắn. Không biết là chiêu này có thể hù dọa được hắn hay không. Hoan đã, ta và sở công chúa rất thân thiết, là sở công chúa sai ta đến giải quyết chuyện này. Sở công chúa? Trong giới câu hồn sứ giả đồn nhau là sở công chúa và một tiểu tử ở nhân gian rất là thân thiết, thậm chí còn vì hắn mà ở lại nhân gian. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này? Nếu đúng là hắn, sau này trở thành cấp trên của mình, vậy thì không được đắc tội với hắn. Cứ hỏi trước đã, ngươi có bằng chứng gì không? Có, sở công chúa bây giờ đang ở nhà ta. Ta cho ngươi nghe giọng của cô ấy. Làm cái gì vậy, lại quấy rầy ta đánh game rồi? Ngươi hét lớn như vậy làm cái gì, không có chuyện gì đâu. Vị đại ca này, ngươi thấy thế đã đủ tin chưa? Đúng là sở công chúa rồi, thế mà lại ở nhà hắn rồi cơ đấy. Tiểu tử này hét lớn như vậy cũng không nổi giận.
Ây, thì ra là tiểu ca ngươi à, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao ả này cho ngươi vậy. Tại hạ tên là Thạch Xuyên, có thời gian cùng nhau nhậu một bữa. Ây, cáo từ, địa phủ cũng phải lo giữ quan hệ à. Đợi đã, hắn nói hắn là ai, Thạch Xuyên? Anh Đào, ngươi còn đang trúng chú thuật. Nhớ đâu bị bắt đi, thực sự sẽ phải 18 xuống 18 tầng địa ngục đấy. Để ta hóa giải cho ngươi. Cảm ơn. Anh Đào, nói cho tôi biết pháp khí ở đâu. Đừng có cố chấp không tỉnh ngộ nữa. Tôi không biết pháp khí yểm bùa là thứ gì hết. Cũng không phải tôi yểm bùa, cái gì? Tôi chỉ là một quân cờ bị hắn, bị thù hận lợi dụng mà thôi. Cái giá phải trả chính là tính mạng của tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt anh Long cùng chết theo tôi. Tôi là bị lừa. Nghe thì thấy bà ta hình như vẫn còn tình cảm với Diệp Long. Chưa biết chừng chuyện này lại có chuyển biến. Vậy bà chắc cũng phải biết được manh mối gì chứ. Các người rốt cuộc là yểm loại bùa gì? Một tay đạo sĩ mà tôi thường tới gặp, hôm đó đột nhiên đưa tôi một thứ. Đạo sĩ, để thứ này ở phòng của bà và phòng của Diệp Long. Rồi sẽ có một ngày ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, yêu bà trở lại. Cái gì, ngài nói thật chứ? Tôi không ngờ đó sẽ là tà vật khiến chúng tôi mất mạng. Đạo sĩ, hắn đưa cho bà thứ gì vậy? Hai chậu hoa anh đào, một chậu được tôi đặt ở trong tủ đầu giường, còn chậu kia tôi đã bảo cháu gái họ Chân Sảng thông qua Diệp Tử Minh đặt ở trong phòng của anh Long. Hoa anh đào, nói vậy hoa anh đào chính là pháp khí yểm bùa rồi. Chỉ cần phá hủy hai chậu hoa anh đào này thì sẽ hóa giải được chú thuật, rồi nhất định là như vậy. Cậu trai, có thể cầu xin cậu một chuyện không? Xin cậu hãy cứu anh Long, tôi thật sự không muốn anh ấy chết. Là có người muốn hại anh ấy, xin cậu nhất định phải cứu lấy anh ấy. Tôi và anh Long vốn là một đôi thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng nảy sinh tính ái mộ lẫn nhau, giấu bố mẹ, tự đính ước cả đời với nhau. Nhưng tiếc là sau này bố mẹ hai bên vì mâu thuẫn mà bất hòa, cũng trực tiếp dẫn tới hai chúng tôi bị chia cách một cách nhẫn tâm. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà lén nút hẹn hò với anh Long, nhưng lại lỡ có bầu, bị bố mẹ cưỡng chế phá thai. Hai nhà cũng do đó mà không thèm nhìn mặt nhau nữa, thậm chí còn gây ra xung đột. Sau này anh Long cũng thất vọng và bỏ rơi tôi, lấy người phụ nữ bây giờ làm vợ. Tôi không phục, rõ ràng người chịu tổn thương là tôi. Kết quả tất cả mọi người đều có thể quay về được cuộc sống bình thường, ngoại trừ tôi là bị vứt bỏ trong đau khổ, chịu đựng một mình. Hơn 20 năm nay, trong lòng của tôi không thể đón nhận người nào khác. Đau khổ khiến tôi sớm đã mất kinh, mất đi khả năng làm mẹ. Tôi hận tất cả, hận từng người đã từng làm hại tôi, nhất là Diệp Long. Anh ta là người không nên bỏ rơi tôi nhất mà. Cho nên, không lúc nào tôi không nguyền rủa anh ta, nguyền rủa anh ta trở nên bất hạnh. Như vậy, ả đàn bà kia nhất định là sẽ rời bỏ anh ta, như vậy anh ta sẽ trở về bên cạnh của tôi. Tôi thật sự không muốn mình bị anh ấy quên sạch, sẽ không muốn anh ấy sống hạnh phúc với ả đàn bà kia như vậy. Đó là hạnh phúc đáng ra phải thuộc về tôi. Nhưng tôi thật sự không hề nghĩ sẽ hại chết anh ấy. Tôi chỉ là muốn được ở bên cạnh anh ấy, muốn để anh ấy yêu tôi thêm lần nữa. Tạo Nghiệt à, bà tin tôi đi, chỉ cần phá hủy pháp khí, họ sẽ bình an vô sự, bà hãy yên tâm. Đợi chút, chỉ hủy pháp khí thôi không có tác dụng đâu. Phải lôi được kẻ đứng phía sau giở trò âm ra, để tránh sau này anh Long lại bị làm hại mới đúng. Được, bà dẫn tôi đi tìm đạo sĩ. Trên người của hắn ta nhất định có manh mối. Bà chết rồi, đạo sĩ chưa biết chừng cũng sẽ bị diệt khẩu nhanh thôi, phải nhanh lên. Đạo sĩ mà bà nói chính là trong phía căn hộ phía trước. Thôi rồi, tới muộn rồi. Bà đợi ở đây, đừng chạy lung tung, để tôi đi xem thế nào. Được, vì anh Long, tôi sẽ không chạy lung tung đâu. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Người lại. Ông đã hết giá trị lợi dụng rồi, đạo sĩ thối. Ông chủ sai tôi, tận tay tiện ông cưỡi hạc về trời. Tha cho tôi đi mà, tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, bị các người mua chuộc, lừa gạt người khác, sẽ không tiết lộ bí mật của mấy người đâu. Đáng tiếc thật. Ông chủ thích sạch sẽ, đầu ông không nhiều, không biết. Dẫu ông không biết nhiều, chỉ có thể xem như là ông đen đủi. Dừng lại đây, đừng lại đây. Cầu xin cậu đấy, xin hãy tha mạng cho tôi. Dừng tay.
Xém chút nữa là quên mất cái bộ dạng này của mình không chạm được vào người sống. Vậy thì thử thế này xem sao. Thượng đế là sao đột nhiên lại xuất hiện nửa người? Mày là ma chắc? Không, tao là người mang ấm áp đến cho mày. Đi chơi đi. Mày chạy không thoát đâu. Mau nói cho tao biết kẻ đứng sau giật dây là ai. Ây, tao là sát thủ đấy. Sao có thể bán đứng chủ thuê chứ, thằng ngu. Cả đời này mày cũng đừng mong biết được chân tướng. Cắn thuốc độc chết rồi sao? Kim châm độ hồn. Sống lại mau. Sao mình vẫn chưa chết? Có tao ở đây mày không chết nổi đâu. Mau thành thực mà khai ra đi. Ô thần Ninh ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Mày mơ đi con. Bây giờ tao đã biến thành quỷ rồi. Mày đến bắt tao đi. Cái gì? Tao đã nói rồi, mày chạy không thoát đâu. Quỷ à? Mày rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết không thành thật trả lời câu hỏi của tao thì đường hòng mà thoát khỏi tay tao. Mày tưởng ông mày là ai? Ông mày là sát thủ tội ác có thừa, sẽ sợ mày hay sao? Lúc còn sống làm chuyện ác nhiều vô kể, chết rồi cho dù cô biến thành quỷ cũng là biến thành ác quỷ, không phải là loại mà một tên tiểu quan tiếp diêu như mày có thể làm gì được đâu. Ây, sợ chưa con? Xem tao cắn chết tươi thằng danh con nhà mày. Ô trương thanh thế, ác quỷ hung tàn hơn tao còn hạ được, đối phó với mày lại càng là chuyện nhỏ như mắt mũi thôi. Ây, mày đã phun thứ gì vào tao thế? Tôi thấy linh hồn như được gột rửa sạch sẽ, sảng khoái quá đi. Chứ lại không, đây là thứ có thể tẩy rửa tội ác ô uế. Nước hồ dao. Ây, mà khoan, tao vừa rồi có phải là đã uống một ngụm rồi không nhỉ? Đây con mẹ nó là nước mà phụ nữ dùng để tắm. Đều tại mày hại ông đây uống nước của phụ nữ đàn bà tắm. Đi chết đi con. Tôi đã chết rồi, ui cha, cứ đừng có đánh nữa. Vậy thì sống lại rồi chết thêm lần nữa đi. Đừng đánh nữa, tôi khai hết. Tôi nói, đừng ra loại tiếp diêu như tôi. Sẽ không trực tiếp diện kiến bót. Mọi nhiệm vụ đều chỉ có thể thông qua người trung gian truyền tin mà thôi. Mất bao nhiêu thì giờ với mày té ra mày cũng không biết gì à? Nhưng mà nhiệm vụ lần này không giống bình thường. Đạo sĩ kia nói yểm bùa phải cần máu của bót. Sau đó liền đưa cho tôi một cái hũ nhỏ màu đen. Hũ nhỏ là thứ gì vậy? Bên trong là một con đĩa máu. Cần con đĩa này hút máu, hút no máu trên ngực của bót để yểm bùa. Lần này tôi đến là để tiêu hủy chứng cứ. Bây giờ có lẽ là đã cháy sạch rồi. Mày sao không nói sớm? Ôi à, những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Anh bạn hãy tha cho tôi đi. Ui cha, mau chóng thu dọn đồ nghề. Rồi chuồn thôi. Lão đạo, con đĩa máu kia ở đâu rồi? Ồ, thượng đế Phật tổ vô thượng thiên tôn, là tiểu ca đã cứu mình. Máu mà con đĩa máu kia hút vào là vật liệu then chốt để phát động phù chú. Đã dốc sạch lên hai chậu hoa anh đào rồi. Đĩa máu đã bị chôn thân trong biển nữa rồi. Nói như vậy, đầu mối chứng cứ quan trọng nhất đã không còn nữa rồi. Làm sao để hóa giải thủ phù chú? Người từng bị đĩa máu hút, vết thương sẽ để lại dấu răng, rất lâu sau sẽ không bị mất đi. Nếu muốn hóa giải phù chú, cần phải đồng thời tiêu hủy hai chậu hoa, bằng không sẽ không có tác dụng đâu. Đúng là phức tạp ghê. Có điều mạng người quan trọng, đành phải gấp rút cứu người thôi. Ông cũng mau chạy lại đi. Alo, Tiểu Lâm. Viện trưởng bảo Diệp Tử Vũ nghe điện thoại. Chuyện này, đưa điện thoại cho tôi. Hắn ta vẫn còn dám gọi điện thoại. Thằng khốn đó rốt cuộc à đang ở đâu, em sẽ đi tìm hắn. Tôi là Diệp Tử Mình, anh Diệp. Nghe tôi nói, tôi đã tìm được cách cứu chú và cứu cô triệt để. Nhưng tôi cần anh giúp tôi làm một chuyện. Hơn nữa, không thể để người khác nghe được. Nếu anh vẫn còn tin tôi, chuyện gì? Trong thời gian nhanh nhất, anh hãy đến phòng ngủ của bố mẹ anh. Tìm cho tôi chậu hoa anh đào, phải nhanh. Đây chính là điểm mấu chốt để cứu họ. Được, tôi tin cậu lần cuối. Đã xong một bên, bây giờ mình phải đi tìm cái chậu trong phòng anh đào. Mình phải khẩn trương. Nếu đĩa máu đã trở thành chứng cứ, cần phải tiêu hủy. Vậy thì hai chậu hoa anh đào kia chắc chắn cũng bị tiêu hủy. Bị phá hủy rồi thì có ông trời cũng hết cách. À, đến chậm một bước,
chậu hoa anh Đào chọn. Trong phòng của anh Đào quả thực là đã bị trộm đi rồi. Không đúng, tại sao lại muốn trộm đi, chứng cứ phải là tiêu hủy cơ chứ? Chẳng lẽ hình như là phía bệnh viện. Xem ra sự việc phát triển không giống mình nghĩ rồi. Anh Đào, bà có muốn đến bệnh viện với tôi hay không? Thật sự có thể sao? Tôi rất muốn đi gặp anh Long lần nữa. Vậy thì cùng đi thôi. Đã lấy hoa anh Đào về rồi à, đưa cho tôi. Ừm, chậu kia đâu? Đã đi lấy rồi. Đợi hai chậu hoa cùng đến đây, tôi sẽ mang đến gần phòng bệnh rồi cùng thiêu trụi. Được, có điều thực sự không biết Diệp Nhị Thiếu tại sao lại muốn thiêu hai chậu hoa này. Đừng có lo chuyện không đâu, người ta vung tiền chúng ta cứ làm là được. Diệp Nhị Thiếu, chúng ta cùng diễn một vở kịch nào. Lâm Hải, thằng lừa đảo nhà mày vẫn dám đến. Chậu hoa kia, mày cầm chậu hoa kia làm gì? Diệp Nhị Thiếu kích động như vậy làm gì? Tôi yêu hoa, mang theo hoa bên người thì có gì lạ đâu. Tiểu Hải, cậu đến rồi hả? Tôi về nhà nhưng không tìm thấy chậu hoa mà cậu nói. Hả? Chậu hoa này sao lại ở trong tay cậu? Không, còn có một chậu nữa, anh không tìm thấy cũng phải thôi, bởi vì đã bị người nào đó sai người đi lấy mất rồi. Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải cậu nói có thể cứu sống bố mẹ tôi triệt để hay sao? Không sai, tôi cũng cho rằng có lẽ tôi là người duy nhất có thể cứu sống hai bác Diệp. Nhưng thật ra còn có một người nữa. Tôi chỉ là một nhân tố ngoài ý muốn, không cẩn thận bị kéo vào âm mưu giết người nào đó, hoặc là bị người ta cố tình tính kế kéo vào hố nước đục này. Lâm Hải, mày đang lẩm bẩm cái gì đó? Bỏ chậu hoa trên tay của mày xuống rồi cút đi. Sau chuyện này tao sẽ tìm đến mày để tính sổ. Diệp Nhị Thiếu, chậu hoa là được tôi mang tới. Nếu bảo tôi cút, vậy thì tôi mang nó về vậy. Nếu anh muốn tôi mang đến nữa thì phải xuống giọng cầu xin tôi đấy. Mày, Tiểu Hải, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo là thế nào vậy? Diệp Tử Minh, đừng có giả ngu nữa. Loại tà ma bố mẹ anh chúng phải, thuật ngữ chuyên ngành gọi là đồng mệnh chú. Chính anh là kẻ đã sai khiến đạo sĩ yểm bùa. Cái gì? Anh được đó nha, một mũi tên trúng hai đích, gần như là một kế hoạch hoàn hảo. Hơn nữa bản thân lại không hề bị tình nghi, thật đúng là thủ đoạn cao thâm. Điều duy nhất lấy tôi này lấy làm lạ, đó là anh có mâu thuẫn gì với anh Đào? Nếu không, sao lại không ngại lợi dụng tính mạng của bố mẹ của anh để giết bà ấy cho bằng được? Mày rốt cuộc đang nói nằng nhằng nhăng cuội cái gì đấy hả? Cái gì mà đạo sĩ? Cái gì mà đồng mệnh chú? Thằng Nam Băng nhà mày xem chút nữa thì hại chết bố mẹ của tao. Những người có mặt ở đây đều đã thấy cả rồi. Đúng vậy, những người có mặt ở đây đều nhìn thấy Lâm Hải tôi xém chút là lật xe. Không lâu sau đó người ta sẽ điên cuồng dồn đại chuyện Lâm Hải thân bại danh liệt. Đây chính là mưu đồ của anh. Nếu đổi là người khác thì thật đúng là phải mang tiếng xấu muộn cả đời rồi. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Chắc chắn là không thể ngờ trong thời gian ngắn tôi đã tìm được tay đạo sĩ kia, thậm chí còn gặp được bà anh Đào đã chết kia. Tôi đến đây tiện thể cũng gọi hồn bà ấy tới luôn nè. Bây giờ bà ấy đang ở trên đầu anh đó. Tiểu Hải, Tử Minh rốt cuộc đã làm gì? Cậu nói loại tà ma bố mẹ tôi chúng phải là do Tử Minh làm. Tử Minh, em ấy không phải là hạ người như vậy đâu. Tên đạo sĩ kia, cả anh Đào nữa là ai? Có phải có nhầm lẫn gì không? Anh Diệp, việc cấp bách bây giờ là phải tiêu hủy hai chậu hoa thì chú và cô sẽ tỉnh lại. Ở đây có một chậu, một chậu khác đang ở trong tay của Diệp Nhị Thiếu. Tử Minh, thật sao, hoa đâu? Diệp Tử Minh, nếu bố mẹ thực sự có chuyện gì, sau chuyện này nếu cậu bị tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến cậu, hy vọng cậu vẫn nhớ thủ đoạn của Diệp Tử Vũ tôi. Mang ra đây. Mang hoa ra đây. Vâng, Diệp Nhị Thiếu. Đây chính là hai chậu hoa khiến người ta bị chúng ta. Không sai, có lẽ là lan truyền qua mùi hương, trong thời gian dài thì sẽ phát tác, cho nên phải đặt trong không gian khá kín như trong phòng. Hai chậu hoa này nháy mắt đã khô héo rồi, chứng tỏ đã có tác dụng rồi, có lẽ đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Bố mẹ, tính lại thật rồi, tính lại thật rồi. Những dấu hiệu của sự sống đã hồi phục, đúng là thần kỳ. Tôi không biết nên miêu tả tâm trạng bây giờ của mình sao nữa. Xin lỗi Diệp Nhị Thiếu,
Tôi không những phá hỏng kế hoạch của anh, mà còn cướp mất công lao của anh. Vốn dĩ là anh tính đủ thời gian, sai thuộc hạ mang hoa về bệnh viện để tiêu hủy. Nhưng để đòi lại thanh danh của mình, tôi đành phải làm như vậy thôi, xin lỗi. Lâm Hải, mày định giở trò suy đoán phiến diện đến bao giờ nữa đây? Suy đoán phiến diện, được thôi. Vậy tôi cũng nói suy đoán của mình cho mọi người cùng nghe xem có logic hay không. Không biết vì nguyên nhân gì mà anh bày ra kế hoạch hại chết anh Đào. Rất nhanh tìm được ra anh Đào và tay đạo sĩ kia có qua lại với nhau, thế là liền mua chuộc tay đạo sĩ. Tiếp đó anh sai khiến tay đạo sĩ điểm đồng mệnh chú lên hai chậu hoa, lợi dụng tình cảm của anh Đào đối với bố mình, đồng thời kiếm người chuyển hoa đến phòng bố mẹ anh. Như vậy anh không những thoát khỏi bị tình nghi, tạo nên một hiện trường giả là anh Đào muốn cùng chết với bố mẹ anh. Anh còn tính được người đầu tiên anh trai Diệp Tử Vũ của anh sẽ tìm để giải quyết chuyện này mà y học không thể giải thích. Hành động giải bùa bất chấp của tôi vừa hay khiến cái xác chết của anh Đào xảy ra nhanh hơn, mà tôi cũng do đó mà thân bại danh liệt. Sau khi đạt được mục đích, anh lại ra lệnh cho người đi giải quyết tay đạo sĩ kia để tiêu hủy chứng cứ, rồi lấy lại hai chậu hoa về bệnh viện để cứu sống bố mẹ của mình. Thấy tôi suy đoán thế nào? Thì ra tao có tài đến vậy cơ à? Sắp bị mày nói không ra làm sao rồi. Nhưng rốt cuộc là nhiêu đây cũng chỉ là suy đoán của mày mà thôi. Tao và ba anh Đào kia chẳng có mâu thuẫn gì với nhau hết. Tao cũng không có động cơ giết bà ta. Tao chỉ là nhận được một cuộc điện thoại thần bí nói tiêu hủy hai chậu hoa anh Đào kia là có thể cứu được người, nên tao đã sai người đi lấy về. Còn phần tên đạo sĩ kia, mày có thể chứng minh là tao đã sai người đi giải quyết ông ta hay không? Thôi được rồi, quả thực là không có. Anh Đào, bà ấy thực sự đã chết rồi. Chú ơi, đúng là vậy, anh Đào đã không còn nữa. Nhưng cháu nhìn thấy linh hồn của bà ấy. Nhìn thấy linh hồn của bà ấy, thật sao? Ba ơi, đúng đấy. Trước đây bố của cục trưởng Bành bị quỷ nhập, sau đó nhờ có Tiểu Lâm ra tay mới khỏi được đấy. Cháu đã nhìn thấy linh hồn của anh Đào, từ miệng bà ấy biết được tay đạo sĩ kia. Thế là cháu liền đi tìm tay đạo sĩ, vừa hay gặp được sát thủ muốn giết ông đấy, muốn giết ông ta để diệt khẩu. Thế là cháu liền cứu sống ông ta. Nhân tiện qua lời kẻ có đạo sĩ và tay sát thủ, biết được chuyện kẻ đứng sau yểm bùa đã cho đỉa hút máu của mình, rồi đổ máu đó lên hai chậu hoa anh Đào để phát động chú thuật. Cũng biết được đỉa máu sẽ để lại dấu răng trước ngực của kẻ yểm bùa, vạch áo của Diệp Nhị thiếu gia, là biết được anh ta có phải là người đứng sau yểm bùa hay không ngay thôi. Tử mình, mau vạch áo ra xem có phải đúng như vậy không. Bố tin lời của hắn hay sao? Tin lời một tên lừa đảo. Bảo con vạch áo thì cứ vạch đi, có tật giật mình hay sao? Ông chính là không tin tôi. Trước giờ ông đều không tin tôi. Không sai, đều là do tôi làm đấy. Tất cả mọi chuyện đều là một tay tôi lên kế hoạch. Dù sao thì ông cũng chỉ là biết mắng nhiếc tôi, không có năng lực. Dù sao thì ông cũng chỉ giao sản nghiệp cho Diệp Tử Vũ kế thừa. Ông đã bao giờ không nhăn nhó với tôi hay chưa? Ông vì ả đàn bà kia, đã bao giờ ông quan tâm đến tôi hay chưa? Quan tâm tới mẹ và tôi hay chưa? Tôi chính là muốn giết bà ta. Tôi chính là muốn ông cũng phải nếm mùi đau khổ. Đủ rồi, về nhà nói tiếp. Tôi biết thừa ông sẽ ấy. Thì ra là cái loại tạp chủng nhà mày muốn giết tao. Tao bắt mày phải đền mạng. Thì chết đi, anh nào đừng manh động. Tớ mình, nó làm sao vậy, mau cứu nó. Tiểu Lâm đã xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ không tha cho kẻ đã hại chết tôi còn muốn hại chết anh Long đâu. Cho dù nó là con trai của anh Long. Con trai tôi. Mau cứu con trai tôi đi. Anh Đào giết người sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục chịu trừng phạt đó. Mặc kệ tôi, đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho anh Long. Hắn dù đã phạm tội cũng có pháp luật của nhân gian trừng trị hắn và không được can thiệp vào. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa kết luận. Định tội người khác cần phải có chứng cứ khách quan. Chính miệng hắn đã thừa nhận rồi. Chứng cứ chẳng phải ở ngay trên ngực của hắn đó đấy sao? Thiên nhãn mở. Không có dấu răng. Không phải anh Nam. Anh không phải chùm cuối đứng sau thao túng chuyện này. Này Lâm Hải, thằng danh mày quả nhiên là lợi hại. Ây, người bình thường đúng là không phải đối thủ của mày. Có điều Diệp Tử Minh tao không phải là người bình thường. Nếu tao đã muốn cho mày bêu mặt thì tao nhất định sẽ làm bằng được.
dẫu có phải dùng đến cả tính mạng của mình. Sợ tao chết rồi, chuyện mày bức hại tao chết oan rất nhanh sẽ lan truyền khắp cái thành phố này. Mày sẽ giống như là đồ sâu bọ thối tha, người người hô hào đuổi đánh, cả đời này cũng đừng mong rửa sạch tội. Anh Đào, mau thả hắn ra, hắn bị oan, không thể để hắn chết được. Cho dù kẻ đứng sau chuyện này không phải hắn, hắn cũng có mưu đồ giết anh Long, giữ lại hắn cũng là một mối họa. Hắn vẫn nên chết đi thì hơn. Mẹ nó, mình phải tìm nơi. Mặc quần áo Hoạch Vô Thường vào mới ngăn cản được bà ấy. Dừng tay lại, chuyện này đều là tôi nên kế hoạch đấy. Cái gì? Mẹ, tôi mới là trùm cuối đứng sau chuyện này. Chuyện này không liên quan gì đến con trai tôi cả. Muốn đền mạng thì cứ để tìm, thì cứ đến tìm tôi. Bạch Nguyệt, là bà. Bà bày kế giết anh Đào. Sao bà lại có thể làm như vậy chứ? Diệp Lam, chung chăn gối với tôi hơn 20 năm, nhưng lòng ông luôn nhớ về người đàn bà khác, lạnh nhạt với tôi hơn 20 năm trời, lúc nào cũng hoài niệm nhớ thương người tình cũ. Ông dựa vào đâu nói hiểu rõ con người của tôi? Hơn 20 năm qua, tôi có khác nào quá phụ đâu, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Ông tưởng tôi không biết ông giấu tôi, ngừng gửi tiền cho con tiện nhân kia hay sao, bao gồm cả khoản tiền 3 triệu tại công ty chuyển khoản kia nữa. Ả ta định tiêu khoản tiền này một cách ngang nhiên. Đừng có mơ, tôi cho ả ta xuống âm phủ tiêu. Chỉ là Tử Minh là người vô tội, tôi chỉ bảo nó đến đó giúp tôi tiêu hủy 2 chậu hoa, những chuyện khác nó đều không hay biết. Tôi không có lén lút hẹn hò với bà ấy, tôi lén chuyển cho bà ấy khoản tiền kia là vì tôi biết nhà bà ấy đã xảy ra biến cố, cần tiền gấp. Chuyện này thậm chí bản thân anh Đào cũng không hề hay biết. Tôi không nói với bà vì sợ bà hiểu lầm. Bà nghĩ ngợi linh tinh, chứ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bà cả. Ông đừng có nói nữa, cứ cho là như vậy tôi cũng không nuốt nổi cục tức này. Tôi sinh cho ông 2 đứa con trai, nhưng ở trong nhà họ Diệp của ông, tôi chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi. Tôi phải khiến cho Diệp Long ông vui à. Là con tiện nhân này, tiện nhân, nếu giữa chúng ta đã có một món nợ phải tính sổ, vậy thì để mày xuống đây cùng tao là được. Bạch Nguyệt, anh Đào, mau thả bà ta ra, đừng cố chấp không chịu tỉnh ngộ nữa. Còn làm hại người phàm nữa, đến cả tôi cũng không giúp được bà đâu. Giết sạch những kẻ đã dọa đến tính mạng của anh Long, coi như trả món nợ ân tình nợ ông ấy lúc còn sống. Anh Đào, bà có thể nghe không? Anh Đào, Diệp Long, anh Đào, nếu bà thật sự có thể nghe thấy lời tôi nói, tôi muốn xin lỗi bà. Chuyện đã đến nước này, tất cả đều là lỗi của tôi. Năm đó, tôi không nên bỏ rơi bà mà đi, để bà lại một mình chịu đựng đau khổ dày vò. Tôi cũng không nên vì trừng phạt bản thân mà vùi đầu vào làm việc lạnh nhạt với bà, lạnh nhạt với vợ mình. Bây giờ tuy có nhà cao cửa rộng, tiếng tăm lẫy lừng, nhưng không một ngày nào tôi được sống trong vui vẻ. Tôi hy vọng bà tha cho Bạch Nguyệt. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ bà ấy, tôi cũng bằng lòng đền mạng thay cho bà ấy. Đều là tại tôi lỡ bà, anh Đào, hãy nhận lấy mạng của tôi đi. Diệp Long, ông, anh Long. Anh Long vẫn luôn còn nhớ tôi, anh Long vẫn chưa quên tôi. Chú Diệp, anh Đào vẫn luôn chăn trở liệu chú có còn nhớ bà ấy hay không. Chú nói cho bà ấy biết, chú không quên bà ấy sẽ tự bỏ chấp niệm. Yên lòng ra đi. Tôi không quên, tôi vẫn luôn nhớ. Bạn tốt âm thầm chăm sóc bạn. Tôi vẫn luôn nhờ bạn tốt âm thầm chăm sóc cho bà ấy. Cũng vẫn luôn lưu giữ hình xăm từ hồi chúng tôi còn bên nhau. Bà xem bông hoa này, chính là bông hoa anh Đào. Chúng ta cùng xăm hồi yêu nhau, tôi vẫn luôn giữ gìn nó. Trong lòng của tôi vẫn thương nhớ anh Đào, nhưng tôi đã kết hôn, không thể phản bội vợ mình được. Tôi đành vùi sâu vào phát triển sự nghiệp, muốn lấy đó để quên đi mọi chuyện. Kết quả cuối cùng, một lúc lại phụ bạc 2 người phụ nữ. Nhân cơ hội này, trốn vào trong nhà WC thay đồ. Anh Đào, bà đã nghe thấy là có ông ấy nói rồi, bà có thể yên nghỉ rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa bà về địa phủ báo cáo để bà đầu thai. Không sai, tôi rất vui, nhưng mà anh Long sẽ tiếp tục vì tôi mà sống trong đau khổ dằn vặt. Anh Đào, bà làm gì vậy? Chỉ khi nào sự tồn tại của tôi biến mất hoàn toàn trong tam giới này, thì tất cả những chuyện và ký ức liên quan đến anh Đào lúc còn sống mới bị xóa sạch sẽ. Mọi người sẽ không vì tôi mà tiếp tục đau khổ nữa. Cảm ơn Năm Tiểu Ca đã làm tất cả những chuyện này cho tôi. Anh Đào sẽ phù hộ cho cậu.
Tôi đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Anh Đào, anh Đào, bà phải đi rồi sao, anh Đào? Ông ấy hình như cảm nhận được tôi sắp phải đi rồi. Anh Đào, anh Đào, xin lỗi bà. Không sao, không sao đâu. Hai, anh Đào, ban nãy mình làm sao vậy? Ngược sao lại đau thắt như vậy? Bố sao vậy? Không sao, đi xem mẹ con thế nào đi. Diệp Nhị Thiếu, biến đi, đừng có giả bộ tử tế nữa đi. Anh và tôi rốt cuộc là có thù hằn gì? Anh hãm hại tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy. Tao chính là thấy mày ngứa mắt đó thì sao? Giả bộ thánh nhân cứu thế chứ gì? Mà tưởng mày là ai? Bố, sao anh có thể để mặc cho anh Hùng dùng thủ đoạn cực đoan hại người được chứ? Lần này không những hại chết một người vô tội, còn xém chút nữa thì khiến chúng tôi cũng mất mạng theo. Anh là người duy nhất biết sự tình nhưng lại không ngăn cản bà ấy. Ngược lại, còn thêm mắm thêm muối để hãm hại vị tiểu ca đến cứu người này. Sao tôi lại sinh ra cái loại xúc sinh như anh chứ? Chuyện yểm bùa là chủ ý của tôi, Tử Minh chỉ giúp tôi thôi. Muốn đánh thì ông đánh tôi đây này. Bà, sao bà lại phải làm như vậy chứ? Tôi chỉ là... Đúng là tức chết đi được. Xem ra anh Đào biến mất, ký ức của bọn họ cũng biến mất. Chỉ nhớ kết quả của việc yểm bùa, nhưng lại quên mất nguyên nhân và quá trình chính. Quán đã, anh Đào là ai? Cái tên này nghe quen quá nha. Ôi chà, thôi kệ đi, bây giờ cứ kệ nhà họ Lục đi. Mình cũng nên rời khỏi đây rồi. Không khí bên ngoài vẫn là trong lành nhất. Tiểu Lâm, viện trưởng. Tiểu Lâm, cậu lại giúp được một chuyện lớn rồi. Nếu không phải là cậu chữa khỏi bệnh cho người nhà họ Diệp, bệnh viện chúng tôi cũng khó mà trụ nổi. Nhà họ Diệp này ghê gớm đến vậy sao? Tất nhiên rồi, nhà họ Diệp có các doanh nghiệp phân bố trên quy mô toàn cầu, hầu hết các lĩnh vực mũi nhọn, tiền tài nhiều đếm không xuể. Tiếc là vẫn không thoát khỏi cái vòng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi đã được liếm trải từ lâu rồi. Viện trưởng, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Vất vả cho cậu rồi. Nói đến nhà cũng lâu rồi chưa gọi điện về nhà. Alo mẹ à? Ấy Hải à con, trong nhà vẫn ổn chứ, bố đâu? Vân vân nữa. Vân vân đi học rồi, bố con à? Chắc chắn lại ra ngoài cãi cọ với người ta rồi. Cãi cọ với ai? Không phải nhà lão Lý trong thôn kia thì còn nhà ai vào đây được nữa. Nhà ông ta muốn mua đất của mấy nhà trong thôn để xây dựng biệt thự theo kiểu phương Tây. Ý người ta thấp cổ bé họng, không quyền không thế, bán ép với giá rẻ mạt, khiến cho bây giờ mấy hộ gia đình kia không còn nhà để ở. Càng đáng giận hơn đó là biệt thự sắp xây xong rồi mà tiền thì chần chừ chưa chịu thanh toán, lại còn đánh người nữa. Đây chẳng phải là ép người ta vào đường chết hay sao? Chúng còn nói sau này muốn chiếm hết toàn bộ đất trong thôn. Bố con với mấy người chú bác khác nhìn mà không chịu nổi, nên ngày nào cũng đến trước cổng nhà lão Lý cãi cọ về chuyện này. Chuyện này không ai giải quyết hả mẹ? Mấy hộ đó đều là nhà nghèo khổ, không quyền không thế. Mấy đứa con trai của lão Lý Phải có tiền thì cũng là hiểu pháp luật, sao có thể đấu lại bọn nó được? Mẹ bảo bố cẩn thận một chút. Mấy ngày nữa con sẽ về đón bố mẹ rời khỏi cái nơi thị phi đó. Ê, bố mẹ đi rồi, các hương thân chẳng phải sẽ sống ở trong khốn khổ hay sao? Bố còn có đi cùng ăn hay không? Bố ngon không yên đâu. Được, chuyện này cứ để con nghĩ cách vậy. Vì bố, vậy thì tôi sẽ xử lý đám các người. Tiểu Hải à, lần trước thời sự đưa tin của cháu nói cháu mất tích, khiến chúng tôi sốt ruột chết đi được. Cái đồ xấu xa nhà anh lại giờ cho mất tích. Nhìn xem, anh khiến chị tôi no quá phải làm viện kia kìa. Là cháu không đúng, cháu không đúng, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Cháu đã mang hoa quả đến tận cửa tạ lỗi, có thể cho cháu ở lại ăn trực bữa cơm hay không? Cháu nhìn cháu nói kìa, mau vào nhà đi. Hình Nguyệt, Lâm Hải tới rồi. Đến rồi lại còn mang thứ gì nữa? Mang thứ gì nữa đến cơ chứ, mau vào thôi. Cô vẫn nhiệt tình như vậy nè. Anh đến rồi. Em đang ở trong đó nói chuyện với bố. Sau khi bố tỉnh lại thì tinh thần càng ngày càng tốt. Ồ, anh đi thăm chú xem thế nào? Ây, chú thấy trong người thế nào? Sắp bước vào chân quỷ môn quan thì được cháu kéo về, mà những hai lần liền, sao lại không tốt cho được? Lát nữa ở lại uống với chú đôi chén.
Vậy thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh, ăn cơm thôi. Đẹp quá, ở đó hình như đang tổ chức hôn lễ rất náo nhiệt thì phải. Tốt thật đấy, nếu như trên đời này tất cả những người yêu nhau cuối cùng đều đến được với nhau, vậy thì tốt biết bao. Bỗng nhiên lại thở dài, anh nghĩ đến chuyện gì hay sao? Chỉ là anh học được chút đạo lý. Lúc nào bất luận gặp phải khó khăn hay trắc trở nào, cũng không được dễ dàng buông tay người mình yêu nhất và cũng là người mình yêu nhất. Cái anh này bỗng nhiên lại xến sủa vậy, nói mấy lời yêu đương cơ đấy. Hình như em không thích nghe thì phải. Nếu như có cơ hội phát nổ. Đó là gì vậy? Thuật ẩn thân ma thuật. Hey Nguyệt, em ở trong nhà, gọi 114 anh đi dập lửa. Anh cẩn thận đó. Mau dập lửa đi. Mau chạy đi. Chú rể chạy mất rồi, sao bỗng nhiên cháy rồi vậy, chết tiệt. Mẹ nó, ông đây đến làm hỷ sự cũng không được yên ổn. Ông chủ thế nào rồi? Cái hộp bị trộm mất trong lúc hỏa hoạn rồi. Ta biết ngay là chúng nhắm vào cái hộp mà, nhọ vãi. Ông chủ cẩn thận, sắp sập xuống rồi. Ây, là siêu nhân, được cứu rồi. Ai, siêu nhân? Đúng vậy, tôi là siêu nhân đây. Cháy. Bố, nhìn siêu nhân bay rồi kìa. Cậu trai, lần này may mà có cậu. Hoàng mẫu tôi cũng không biết phải báo đáp cậu thế nào. Dù sao thì chú rể cũng chạy rồi. Vậy thì tôi cả con gái của tôi cho cậu vậy. Tôi á, tôi đã có bạn gái rồi, không có phúc phận này đâu. Dạo gần đây đúng thật là quá đen đủi. Có tránh cũng không tránh nổi. Hôm nay lại vô duyên vô cớ bị cháy. Hôm nay tôi mới biết, thì ra họa thủy là do cái thứ đó mang đến. Cái thứ đó, cậu đi theo tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi phải đào nó lên rồi tiêu hủy. Ông chủ đào xong rồi, tốt lắm, mở ra. Đây đây nè. Đây là cốc ngọc, là tà ma lắm. Chính nó là thứ đã khiến tôi nếm đủ đau khổ đấy. Tôi làm nghề ngọc khí. Nói thật với cậu, miếng ngọc này là tôi mua lại từ tay một ông bạn dân đào mộ trộm. Nhưng từ khi mua miếng ngọc này, tôi không biết tại sao lại bị kẻ nào đó nhắm vào. Đi đến đâu cũng gặp phải chuyện xui xẻo. Không phải cửa hàng bị trộm thì là xe bị đụng phải. Bây giờ đám cưới của con gái tôi cũng bị phá hỏng rồi. Tôi đoán luồng gió tà ma này là nhắm vào con cốc ngọc này. Để kiểm chứng, tôi đã chuẩn bị một con cốc ngọc giá đắt trong két sắt. Để tôi xem nào. Rồi chôn con cốc ngọc thật này ở đây. Hôm nay con cốc ngọc giả quả nhiên nào đã bị trộm rồi. Miếng ngọc này chẳng lẽ có điều gì đặc biệt. Mở. Con cốc ngọc này hình như ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ quái. Tạo hình cũng thật là kỳ quái. Có chút tò mò. Thứ này có liên quan đến ma thuật sư mình nhìn thấy ban nãy hay không? Tại sao hắn lại muốn trộm thứ này? Đập nát rồi tiêu hủy con cốc ngọc này đi. Vâng. Quan đã, ông chủ. Nếu ông thật sự không muốn giữ lại miếng ngọc này, vậy thì tặng nó cho tôi được không? Tặng cho cậu. Tôi đã nói là miếng ngọc này rất là tà ma, sẽ mang lại xui xẻo đó. Thế mà cậu vẫn muốn lấy nó. Chưa biết chừng lại dẫn đến họa sát thân. Yên tâm, tôi không sợ nhất chính là tà ma. Được, nếu cậu đã muốn lấy nó, vậy thì bán cho cậu. Cậu đã cứu mạng của tôi, giảm giá cho cậu một nửa, còn 5 triệu tệ thôi, lấy đi. Cái gì? Tôi là gian thương nhờ bán hàng giả mà dựng nên cơ nghiệp đó. Tất nhiên là phải có lời rồi. Ôi đâu, gian thương này. May mà con gái ông ta nó giúp mấy câu, ông ta mới chịu giảm giá cho mình. Có điều thứ này rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Lại không biết hỏi ai cả. WeChat cũng không nhận biết được đó là thứ gì. Đúng rồi, tại sao không hỏi Tiên Nhi vi diệu chứ? Ôi đậu, chuyện gì thế này? Tiên Nhi bái kiến chủ nhân. Vô Kỳ bái kiến chủ nhân. Tiên Nhi, ngươi với Vô Kỳ sao lại đánh lộn rồi? Hắn mạo phạm ngươi hả? Hơn nữa thì ra ngươi lại lợi hại như vậy. Đâu có đâu có, Tiên Nhi chỉ là đang huấn luyện võ kỹ. Mặc dù ở trong tiên cảnh, nhưng năng lực của hắn vẫn cần được nâng cao. Tiên Nhi có dự cảm, đến một ngày chủ nhân sẽ cần đến hắn. Tuy ta thực sự cần có trợ thủ mạnh mẽ, nhưng Vô Kỳ chỉ là linh hồn ký túc ở trong tiên cảnh. Trừ khi hắn có thể ra được thế giới bên ngoài, bằng không sao giúp được ta. Chính vì hắn là một linh hồn độc lập,
nhưng lại không phải là linh hồn nguyên sinh trong tiên cảnh. Giả dụ chủ nhân tìm cho hắn một cơ thể vô hồn ở nhân gian, đương nhiên có thể gửi linh hồn của Vô Kỳ vào trong đó. Có thao tác như vậy thật sao? Vậy Tiên Nhi cũng có thể ra ngoài được chứ? Tiên Nhi không thể, bởi vì Tiên Nhi đã bị phong ấn ở trong tiên cảnh mãi mãi rồi. Phong ấn mãi mãi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mấy nghìn năm trước, chủ nhân đời đầu tiên đã dùng bút thần tạo ra Nguyệt Hồ tiên cảnh. Tiên cảnh lại sinh ra một tinh cảnh chi ninh chính là Tiên Nhi. Pháp lực của Tiên Nhi tương đương với tiên cảnh, nhưng vì tuổi còn non trẻ nên không biết kiểm soát. Lúc đó Tiên Nhi han chơi, không nghe lời chủ nhân khuyên bảo, chạy ra ngoài tiên cảnh, pháp lực mất kiểm soát, thêm chút nữa thì gây ra tai họa cực lớn. Chủ nhân đành phải phong ấn tại đây, bắt đầu quá trình tu luyện lâu dài, cũng bắt đầu chờ đợi sẽ có một ngày thời cơ chín muồi, có một chủ nhân mới có thể giải phóng cho Tiên Nhi. Tai họa cực lớn, Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu? Ngươi chạy ra ngoài là nhìn thấy trăng tròn biến thân hay sao? Chủ nhân đang nói gì vậy? Không có gì, ta có thể xem phong ấn của ngươi ở đâu hay không? Khoan đã, ý ta không phải vậy đâu. Thứ phong ấn Tiên Nhi chính là những sợi tơ tiên phong linh quấn quanh người của Tiên Nhi. Tơ tiên phong linh, đao kiếm chặt không đứt, nửa không thể xâm phạm được. Bất cứ thứ gì bị nó trói buộc thì sẽ khó lòng thoát ra. Vì thế mà cũng phong ấn luôn 8 phần pháp lực của Tiên Nhi. Tiên Nhi đành phải khổ sở chờ đợi ở trong tiên cảnh này. Chỉ tiếc là hàng nghìn năm nay, tuy đã trải qua rất nhiều đời chủ nhân, nhưng không một ai có thể giải trừ được nó. Tiên Nhi, ta rất muốn giúp ngươi giải trừ phong ấn, chỉ sợ ngươi sẽ chạy ra ngoài phá hủy luôn thế giới của ta. Vậy thì ta chẳng phải là sẽ khóc cạn nước mắt hay sao? Tiên Nhi đã mấy nghìn tuổi rồi, đã không còn là cô gái nhỏ không biết kiểm soát sức mạnh nữa rồi. Xin chủ nhân hãy chạm tay vào tơ tiên để giải trừ phong ấn. Tiên Nhi nhất định là sẽ cảm kích tột cùng. Vậy được thôi, để ta thử xem. Sao lại như vậy được? Chủ nhân, người không sao chứ? Tiên Nhi quên mất không nói. Phải nắm vững tiên thuật mới có thể có năng lực giải trừ phong ấn, bằng không sẽ bị phản đòn. Đầu trách Tiên Nhi ban nãy không kịp ngăn cản. Ta thấy người là cố tình làm vậy mới đúng. Báo thù ta ban nãy chất vấn người. Vẫn may ở trong tiên cảnh này có thể dùng ý niệm để biến ra quần áo, bằng không phải hóa thân mà chạy ra ngoài rồi. Vì các người làm cho như vậy, ta xém chút nữa thì quên cả mục đích ta vào đây rồi. Ngươi nhìn thử xem có quen hay không. Hóc ngọc, hình như nó ẩn chứa sức mạnh cổ xưa thần bí nào đó, càng giống một chiếc chìa khóa Tiên Nhi cũng chưa từng thấy bao giờ. Ta biết nó giống một chiếc chìa khóa, chỉ là không biết là chìa khóa ở đâu, nhưng luôn cảm thấy nó cực kỳ không bình thường. Hơn nữa ta có dự cảm câu chuyện này xảy ra trên miếng ngọc này sẽ trên miếng ngọc này sẽ đầy rẫy nguy cơ. Không ngờ đến cả Tiên Nhi cũng không biết, vẫn nên giải quyết chuyện mua lại Bích Thủy Huy Hoàng đi. Về phần quân cốc ngọc này, thôi cứ cất đi, sau này làm rõ sau. Hoặc là có kẻ sẽ nóng lòng sớm cho mình đáp án thôi. Gọi cho Kim Hoa Dược Đồng. Không ngon ai sao? Gọi cho Thỏ Ngọc. Địa tiên tìm ta. Thỏ Ngọc muội muội, trúc cơ đan giá rẻ bán nữa không? Ta không liên lạc được với Kim Hoa Dược Đồng. Kim Hoa Dược Đồng lần trước luyện đan không cẩn thận làm lỗ lò luyện đan, khiến cho lão quân sợ hết cả hồn nên bị cấm cửa rồi, cho nên trúc cơ đan cũng không có nữa rồi. Ai, tiểu tiên muốn trúc cơ một người bạn, cho dù không có trúc cơ đan, bí tịch võ công gì đó cũng được. Bí tịch võ công phần lớn đều do người phàm biên soạn, sau khi họ chết sẽ thuộc về địa phủ, cho nên muốn mua cũng phải đến địa phủ. Tiếc là tiểu tiên không móc nối được với mạng lưới của địa phủ, rất muốn mà không giúp được ngài. Ngươi nói không móc nối được, còn ta thì khác. Trong nhà có một công chúa địa phủ cơ mà. Giả Lâm Nhi có chuyện muốn nhờ ngươi đây. Ngươi về rồi, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ôi đậu, Thạch Xuyên tiên sinh cũng ở đây hả? Ta là Thời Thiên. Nếu đã về rồi thì nói chuyện chính đi. Lâm Hải, sứ giả câu hồn nhị phẩm, người làm trái điều thứ 31 trong điều lệ câu hồn, tự ý đưa linh hồn lượn lờ không được xuống địa phủ, dẫn đến linh hồn hồn phiêu phách tán, không thể đầu thai chuyển thế, đây là tội lớn, phải lập tức giải về địa phủ phán xử. Ngươi biết tội của mình chưa? Đưa ta về địa phủ phán xử, công chúa, ngươi chắc chắn là đang đùa ta rồi phải không? Đưa hắn đi. Này, làm thật à? Chủ nhân, để ta cứu chủ nhân. Hùng đại,
Cả đời ta đều là một con chó. May mắn nhất đời ta là được đi theo chủ nhân ngươi. Đừng học theo lời thoại trong phim nữa, Hùng Đại. Sẽ bị kiện đó. Không, Hùng Đại. Lấy về. Công chúa, chúng không phải là linh hồn. Dây xích linh hồn không trói được chúng, thôi vậy. Trên người của hắn có quá nhiều điểm bí mật. Thân phận lại đặc biệt, tạm thời không làm gì được hắn. Bổn công chúa sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Đổ trách nhiệm lên đầu mặt ngựa, cấp trên của hắn đi, rõ. Chủ nhân, ban nãy có phải là tôi đỉnh nắm hay không? Có thưởng cho tôi hèm. Cái đồ chó nhà ngươi thế mà lại giả chết. Ây, thì tôi chính là chó mà.